Xin kính chào quý vị và các bạn. Trận đấu sắp diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2024 là trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Italia trong khuôn khổ lượt trận thứ tư của bảng B vòng chung kết Euro 2024. Trận đấu này hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ khi cả hai đội đều là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Cặp đấu này được đánh giá là một trong những trận đấu hay nhất của bảng B khi cả hai gặp phải kỳ phùng địch thủ của mình. Đội tuyển Tây Ban Nha đang nhắm đến chức vô địch Euro lần thứ tư, trong khi đó thì đội tuyển Ý đang tìm cách bảo vệ danh hiệu và giành chiếc cúp vô địch châu Âu thứ ba của mình. Để tiện cho quý vị xem và cổ vũ cho hai đội, chúng tôi xin cung cấp nhanh một số thông tin về lực lượng cũng như đội hình thi đấu trước khi trận đấu diễn ra. Bước vào trận đấu này, tại bảng B, đội tuyển Tây Ban Nha đã có một chiến thắng thuyết phục trước Croatia với tỷ số 3-0. Vào trận đấu này, với đội hình 4-3-3, nhân sự cụ thể của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ được bố trí như sau. Trong khung gỗ sẽ là thủ môn mang áo số 23 Unai Simon, 27 tuổi, cao 1m90. Anh đang chơi cho câu lạc bộ Athletic Bilbao. Trong trận đấu mở màn ở bảng đấu này, anh đã thể hiện phản xạ rất tốt khi đối mặt với các tiền đạo của đối phương. Phía trên sẽ là cặp trung vệ chơi bên trái là số 4 Nacho Fernandez, sinh năm 1990, 34 tuổi, có chiều cao 1m79. Hiện nay anh đang là đội trưởng của câu lạc bộ Real Madrid. Sau 23 năm gắn bó tại câu lạc bộ này, Nacho đã ra sân 355 trận, đóng góp 16 bàn thắng và có 9 đường kiến tạo cho đội bóng. Đây là một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu với lối chơi cống hiến và máu lửa. Bên phải là số 3 Robin Lenormand, 27 tuổi, cao 1m87, cầu thủ sinh ra tại Pháp nhưng anh ta chọn cống hiến cho Tây Ban Nha và đang chơi cho câu lạc bộ Real Sociedad. Đây cũng là trụ cột quan trọng ở hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha. Cặp hậu vệ chơi bên trái là số 24 Makakula, cầu thủ sinh năm 1998, hiện nay 25 tuổi, có chiều cao 1m73, là một cầu thủ đa năng của câu lạc bộ Real. Anh chơi tốt ở vị trí trung vệ, hậu vệ cánh hoặc là tiền vệ cánh trái. Nổi bật ở khả năng phòng ngự với những tình huống lăn xả, đánh chặn rất quyết liệt. Hậu vệ bên phải là số 2 Daniel Cavazza, sinh năm 1992, có chiều cao 1m73. Một hậu vệ của Real Madrid, anh ta đã có 45 lần ra sân cho đội tuyển Tây Ban Nha. Đây là một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu và rất nguy hiểm với những pha dâng lên tấn công, xâm nhập vào vòng cấm. Ở hàng tiền vệ trung tâm sẽ là số 16 Rodrigo, sinh năm 1996, có chiều cao 1m90, cầu thủ đang chơi tại Manchester City. Rodrigo là một cầu thủ có thể lực tốt, có thể hình cao lớn, thường xuyên giành chiến thắng trong các pha tắc bóng và rất giỏi tranh chấp trên không. Anh ta là một cầu thủ có khả năng công thủ toàn diện. Ngoài việc là chốt chặn phòng ngự ở tuyến giữa, anh ấy sẽ là người cầm nhịp để chia bóng cho các mũi tấn công. Tiền vệ trung tâm phía bên trái là số 8 Fabian Ruiz, sinh năm 1996, cao 1m89. Tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ Paris Saint-Germain, sở hữu thể hình cao lớn nhưng lại có kỹ thuật cá nhân khéo léo, là một cầu thủ có màn trình diễn nổi bật nhất trận gặp Croatia vừa qua. Anh ta không chỉ tự mình ghi bàn thắng vô cùng ấn tượng mà còn tung ra đường chuyền kiến tạo rất tinh tế cho Morata để mở tỷ số. Bên cái phải là số 20 Pedri, sinh năm 2002, 21 tuổi, có chiều cao 1m75. Tiền vệ của câu lạc bộ Barcelona, có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, chơi tốt cả hai chân, hoạt động rộng ở cả hai cánh cũng như ở trung tâm. Anh ta có những đường chuyền kiến tạo thông minh hoặc là dứt điểm ngay khi có cơ hội. Ở hàng tiền đạo, bên cạnh trái là số 17 Nico William, sinh năm 2002, hiện nay 21 tuổi, có chiều cao 1m81, hiện nay đang chơi cho câu lạc bộ Athletic Bilbao. Một cầu thủ nổi bật với tốc độ và kỹ năng dê bóng. Còn cánh phải là số 19 Lamine Yamal, sinh năm 2007, có chiều cao 1m80, cầu thủ chưa đầy 17 tuổi và đang chơi cho câu lạc bộ Barcelona. Chân chạy cánh này với những cú tạt bóng nguy hiểm là niềm hy vọng của đội tuyển Tây Ban Nha, với khả năng rê bóng cũng như là lối chơi xông xáo đầy nhiệt huyết. Tiền đạo chơi cao nhất là số 7 Morata, sinh năm 1992, cao 1m90, hiện nay đang chơi bóng cho Atletico Madrid. Morata từng chơi ở nhiều câu lạc bộ danh tiếng như Real Madrid, Chelsea, Juventus và đã có 33 bàn thắng trong màu áo của đội tuyển quốc gia.
Anh hiện nay xếp thứ 5 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất của đội bóng xứ sở Bò Tót. Với kinh nghiệm, uy tín và tầm ảnh hưởng, anh xứng đáng là thủ lĩnh của đội bóng và sẽ là người dẫn dắt hàng công của đội tuyển Tây Ban Nha. Có thể nói đội tuyển Tây Ban Nha đang có một phong độ cực tốt khi ở vòng loại họ đã có 7-8 trận thắng. Ở trận mở màn vòng bảng họ lại tiếp tục có một trận thắng thuyết phục 3-0 trước Croatia. Còn phía bên kia trên tuyến, đội tuyển Italia có một cuộc lội ngược dòng với chiến thắng 2-1 trước Albania ở trận đầu ra quân. Với sơ đồ 4-2-3-1, đội hình thi đấu của đội tuyển Ý sẽ được bố trí như sau. Trong khung gỗ sẽ là thủ môn mang áo số 1 Donnarumma, sinh năm 1999, có chiều cao 1m96, đang là thủ thành của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Phía trên sẽ là cặp trung vệ, người chơi bên trái là số 5 Calafiori, sinh năm 2002, có chiều cao 1m88, có lối chơi mạnh mẽ và nổi bật trong trận gặp Armenia vừa qua. Trong 90 phút thì ngôi sao của câu lạc bộ Bologna đã giành chiến thắng trong tất cả các pha tranh chấp bóng, bóng bổng có 3/3 và có 5 pha thu hồi bóng và 3 pha cắt bóng thành công. Anh ta không chỉ là một cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt mà còn nguy hiểm khi có những đường chuyền phát động tấn công hoặc là kiến tạo rất thông minh. Chơi bên trái là số 23 Bastoni, sinh năm 1999, có chiều cao 1m90, một trung vệ của câu lạc bộ Inter Milan. Anh ta đang là thủ lĩnh hàng phòng ngự, nhưng ở trận đấu vừa qua cũng chính anh là người chạy chỗ đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước Armani trong một pha dàn xếp đá phạt. Cặp hậu vệ chơi bên trái là số 3 Di Marco, sinh năm 1997, cao 1m75, cầu thủ của câu lạc bộ Inter Milan. Cầu thủ này tạo nên sự nguy hiểm bên cánh trái trong nhiều pha dâng cao tấn công. Còn hậu vệ phải là số 2 Di Lorenzo, sinh năm 1993, cao 1m83, hiện nay đang giữ vị trí thủ quân của câu lạc bộ Napoli. Anh ta có thể lực sung mãn, khả năng bứt tốc nhanh, tạo nên sự nguy hiểm ở mũi tấn công phía bên phải. Ở hàng tiền vệ phòng ngự là cặp đôi, chơi bên trái là số 18 Barzella, sinh năm 1997, có chiều cao 1m72, là cầu thủ của câu lạc bộ Inter Milan, có lối chơi toàn diện khi thi đấu bao quát khắp sân, xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Anh tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự, đoạt lại bóng và tổ chức những pha phản công nhanh. Trận đấu vừa qua anh ta có một pha ghi bàn từ tuyến 2 khiến cho hàng phòng ngự của đối phương không kịp phản ứng. Bên phải là số 8 Rodrigo, sinh năm 1991, có chiều cao 1m80, cầu thủ của Arsenal. Anh ta đã ghi 5 bàn sau 55 lần ra sân cho đội tuyển Ý. Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn, nền tảng kỹ thuật điêu luyện và tư duy sắc bén, anh ta là cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi phòng ngự phản công của tuyển Ý hiện nay. Anh ta chính là người châm ngòi cho hầu hết các pha tấn công của đội bóng này. Còn tiền vệ trung tâm là số 10 Lorenzo Pellegrini, sinh năm 1996, hiện nay 27 tuổi, có chiều cao 1m87, đang chơi cho câu lạc bộ Rome. Anh ta là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện nay, là một cầu thủ đa năng và có thể chơi ở hầu như mọi vị trí từ hàng tiền vệ trở lên. Tiền vệ cánh trái là số 14 Chiesa, sinh năm 1996, cao 1m75, cầu thủ của Juventus, một ngôi sao sáng của đội tuyển Ý. Anh ta trình diễn lối chơi kỹ thuật, hoạt động rộng khắp trên mặt trận tấn công với nỗ lực không mệt mỏi. Bằng kỹ thuật khéo léo, anh ta luôn gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương và tạo nhiều thuận lợi cho các tiền đạo ghi bàn. Tiền vệ cánh phải là số 7 Pratesi, sinh năm 1999, có chiều cao 1m78, hiện nay đang chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ Inter Milan. Người chơi cao nhất là tiền đạo mang áo số 9 Scamacca, sinh năm 1999, có chiều cao 1m95, hiện nay đang chơi cho câu lạc bộ Atalanta. Anh ta đang được kỳ vọng sẽ là người hùng của đội tuyển Ý trong giải đấu năm nay. Cuộc đối đầu của hai đối thủ sẽ là màn trình diễn hấp dẫn khi mà cả Tây Ban Nha và Italia đều sở hữu cho mình những tiền đạo rất chất lượng. Cụ thể ở vòng loại Euro 2024 vừa qua thì Tây Ban Nha đã sở hữu cho mình 25 bàn thắng trong 8 lượt trận. Còn đội tuyển Ý thì cũng ghi được tổng cộng 16 bàn, dù phải nằm trong bảng đấu có cả đội tuyển Anh lẫn Ukraine. Họ là đội chơi phòng ngự phản công nhưng mà vẫn ghi bàn rất tốt. Với việc hai lần liên tiếp giành được chiến thắng trước Italia trong hai lần đối đầu gần nhất, có thể thấy tuyển Tây Ban Nha đang trở thành đối thủ cực kỳ kỵ giờ đối với đội tuyển Ý.
Tây Ban Nha không thua ý trong cả 5 lần đụng độ gần đây nhất. Họ đã thắng 3 hòa 2 trước nhà đương kim vô địch Euro. Trận đấu gần đây có thể thấy tuyển Ý đã tụt hậu so với Tây Ban Nha đang trưởng thành với nhiều cầu thủ trẻ. Đội tuyển Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Trận này đội tuyển Ý sẽ vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc của họ, còn Tây Ban Nha sẽ là đội kiểm soát trận đấu. Với dàn sao hiện tại của Tây Ban Nha, trong khi những chiến thần phòng ngự của Italia không còn thì Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn. Dự đoán khả năng cao trận đấu hôm nay có tỷ số 2-1 nghiêng về các cầu thủ Tây Ban Nha. Kính thưa quý vị và các bạn, trên đây là tổng hợp những nhận định của các chuyên gia về thực lực của hai đội trước khi trận đấu diễn ra. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp quý vị và các bạn có một cái nhìn đầy đủ hơn về trận đấu tối nay. Trận đấu được truyền hình trực tiếp vào lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 6 năm 2024 trên truyền hình qua nhiều kênh VTV2, VTV5 và nhiều kênh tiếp sóng khác. Quý vị hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn của ngày hội bóng đá năm nay. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.